À, hôm nay anh chị kết nối là để ký bài anh Trinh. Anh muốn gặp em là anh tìm kiếm một người mỹ kế, là một đứa em còn cha khác mẹ, với một đứa em là con của mỹ kế, thất lạc từ năm coi như là 68, năm Mậu Thân 68 đấy. Rồi, rồi Là, là, là. câu chuyện diễn ra như thế nào anh kể anh nghe. À, anh nói em là coi như là Mỹ tự động đi dẫn một đứa em còn cha khác Mỹ với một đứa em của Mỹ riêng, Mỹ kế. Thời gian nó lâu quá rồi thì bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi, bây giờ coi như chắc người Mỹ kế không không còn nữa hay là còn nữa cũng là cái mừng. Mà bây giờ là quan trọng nhất là đứa em á còn cha khác Mỹ, mà đứa em còn cha khác Mỹ á, là ở đây á, là còn một người người chị là còn cha còn Mỹ, dù một người anh á, là còn Mỹ khác cha như anh nữa. Bây giờ anh muốn tìm để cho sau này anh em chị cháu đồ nó biết. Bây giờ tuổi anh cũng lớn gần gần 70 rồi, ví dụ anh muốn làm cho vợ cho nó mãn nguyện vậy, anh mới nhờ em để giúp giùm Rồi, anh. cho em biết là cái người mẹ kế đó tên gì anh ạ? Người mẹ kế là Lê Thị Minh, ở Lê Thị Minh mà ở là cái gốc là hồi trước là ở Quảng Nam. Quảng Nam rồi vô Bình Định đó, vô Bình Định là mới gặp ông già rồi vô Cam Ranh này là năm 68 á, là năm 68 là hồi đó anh cũng còn nhỏ không biết cái lý do gì vợ chồng có xích mích đâu, nhưng mà anh thấy là không có xích mích gì mà tự nhiên là mẹ bà bỏ bà đi. Bà ảm trong lúc bà đi là bà ảm đứa con Trần Thị Tình đó là 8 tháng tuổi, với đứa con riêng của mẹ là tên Quang, chứ mà hồi đó anh không biết cái họ. Đứa tên Quang đó là cũng hồi đó cỡ 7 tuổi rồi, anh độ là 7 tuổi rồi. Rồi cho em hỏi nè, là cô Lê Thị Minh đó là năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi? Mẹ là chắc bữa nay cũng là gần gần 90 rồi á. Rồi cho em hỏi là cái người mà cùng cùng cha với anh đó là tên gì và bao khoảng bao nhiêu năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? Trần đó là Trần Thị Tình, sanh coi như hồi năm năm Mậu Thân là năm 68, sanh tháng 2 rồi tháng 8 là bị ảm đi á. Rồi còn một người tiếp theo Một người tiếp theo nó là tên tên Quang, anh không biết họ, là coi như là con riêng của mẹ. vậy là anh Quang chắc là anh của chị Tình ha. Quang với Tình là coi như cùng Mỹ khác cha. Nhưng mà anh chắc là anh Quang lớn tuổi hơn chị Tình ha, phải không anh hả? Trong lúc đó là em Quang là cũng 6-7 tuổi gì đấy, còn em Tình là mất có 8 tháng tuổi mẹ em đi thôi. Vậy là Mà trong cái chị Tình á là cùng cùng cha với anh. cùng cha mà khác mẹ, Còn anh Quang với là con riêng của mẹ. con riêng của mẹ, con riêng mẹ học có chồng đấy, dù ông già anh cũng có vợ rồi, bà già anh mất rồi mới gặp mẹ kế Rồi em hiểu rồi. á. Rồi hồi đó đó Bây là lúc ra đi là ra đi ở từ địa phương nào? Tỉnh nào? lúc lúc ra đây là ở Cam Ranh đi, hầu coi như là 3 giờ chiều á, ở Cam Ranh. Bây giờ anh cũng còn ở y cái chỗ mà Hà Mỹ ra đây á, cũng còn ở Cam Ranh đây, không có di chuyển nơi nào đó. Rồi mình có nghi ngờ là đi đâu không? Cái đấy là anh không biết là đi đâu. Với lại hơn nữa mẹ là cái tánh bà cũng ngang ngược lắm, mẹ kế là bởi là cái gốc Quảng Nam mà bà cũng có được chồng rồi sao không biết, cái dù bà dẫn đứa con ở đây bà không quan trọng, bà không có nghĩ tới cái tình cảm của gia đình em, mà bây giờ quan trọng nhất là đứa em này. Hay ở đây á, là ở Cam Ranh này là còn lại là anh này là cùng cha khác mẹ với đứa em ấy, với một đứa em gái là cùng cha cùng mẹ, với một người anh trai nó là cùng cùng cha khác mẹ. Thử ra anh muốn để gặp em giúp giùm cho anh để anh kiếm lại cái người người em. Với quan trọng đó là em Tình á, mẹ bà ảm đi là bên cái chân chân trái là hai ngón út á, nhưng mà nó dính lại. Nếu mà ai cái đó là dễ hiểu vậy.
hai cái ngón út á nó kẹp lại mà nó không kéo, mà ý là nó dính cái da vô mà. Thì câu chuyện này đó thì em rất là có hy vọng, bởi vì là trong cái việc mà tìm kiếm này là có ba tên người liên quan với nhau. À đúng rồi, Mẹ tên Minh là Lê Lê Thị Thị Minh, Minh. Lê Thị Minh. À Còn một anh nữa là anh Quang, rồi đến chị Tùng. Quang, Anh nếu Quang đó. mà em Quang á mà nó qua cái clip này, hơn nữa là nó nghi cái tình trạng này là nó biết liền. Sư dụ phát xuất từ đâu mà đi, từ ở Cam Ranh đó. Hồi kia là Khánh Cam, Cam Ranh, bữa nay là Cam Lợ. Vậy là bây Cho giờ nên anh chị vẫn đang còn sống ở đó luôn ha. à, coi như mấy anh em còn ở đây tại chỗ, nó không có di chuyển ra nào đây mà. Rồi em nắm được cái nội dung câu chuyện rồi, cũng hy vọng là ngoài gia đình ra thì là trong cộng đồng có ai biết được cái trường hợp này thì sẽ báo tin cho mình. Thì cũng mong mong được sự chia sẻ của cộng đồng, để có ai biết là người ta sẽ báo tin anh ha. À, vậy anh cũng cảm ơn, để chị hai bổ sung thêm chút. Thế là chị cũng xem qua cái clip, nhiều clip của em ấy, chị thấy tình cảm gia đình chia cắt cũng nhiều nhiều mà cũng mấy chục năm mà vẫn tìm lại được, cho nên là chị cũng có cái nhu cầu là trong gia đình đó, thôi bây giờ em mình nó thất lạc như vậy, bây giờ mấy năm mấy chục năm giờ thì cũng không có biết cái nguyên nhân sao mà mình tìm được. Nhưng mà hôm nay có kinh của em Tướng Vĩ nó rất là hay, bây giờ thôi nên kinh của em để mà tìm lại đứa em thất lạc, chứ nói chứ cũng tội nghiệp, mình cũng có anh có em đồ gần bên, còn em mình nó thất lạc nó không có ai hết thì cũng tội nghiệp cho nó. Hơn nữa mình cũng ví dụ máu mủ thì mình phải phải đi tìm, chứ không đi tìm thì cũng đang rất lương tâm. Thì từ cái chỗ đó thì gia đình mới đồng ý là nên tìm em. Thì bây giờ cũng không mong muốn cái gì, cũng mong muốn rằng cộng đồng chia sẻ để rộng rãi, để có cái tin nắm bắt được mà tìm đi em gái cùng bà mẹ với lại em Quang. Thì anh với chị cũng có gì là nếu mà người báo tin mà chia sẻ rộng rãi báo được thì anh với chị cũng ủng hộ 10 triệu để săn khổ cho những người đó. Cho nên là vậy, cũng mong muốn em chia sẻ ra rộng rãi để mà giúp giùm chị, gia đình chị như em. Được chị, rồi em nắm được cái nội dung rồi, em sẽ cập nhật sớm chị ha. Rồi chị thay mặt gia đình rất là cảm ơn em nhiều lắm, chúc cho gia đình em vạn sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe để giúp đỡ cho cộng đồng Chị, rồi em cũng xin sớm lỗi là được. thời gian qua em bận quá. Thời gian qua em bận quá nên là chưa có cập nhật được cho anh chị, mong anh chị thông cảm nha. Rồi hôm nay em mới mới tiếp nhận Chị cũng nhắc chừng em biết đó, thành thử là chị mới nhắc chừng, sợ chắc quên rồi được. sao qua luộc rồi cho nên chị nhắc chừng á. Chị Dạ. bảo chị coi Rồi. là chị thấy nó hy hữu, sao tin của mình sao giờ này chưa thấy, chắc Dạ. là quên rồi sao, cho nên chị nhắc cho chị nói hai cái, nói ủa sao lâu dữ vậy. Tôi nói em thấy nhiều khi cái clip lên á 2 3 tháng mà anh là thôi chắc chương trình nó nhiều lắm, nó cũng không dám làm phiền em, nói chung là cũng dám làm phiền, cũng gọi nhắc nhắc vậy, chứ sợ trong lúc em đương nói chuyện với tiếp nối với chương trình cho nên cũng không dám phiền lắm. Thì vậy chị, anh chị mong muốn như vậy thì kệ nó, giờ mong muốn là cộng đồng chia sẻ rộng rãi là giúp gia đình chị để tìm lại mẹ với em với là hai đứa em. Dạ nha. Ok chị, cái câu chuyện của anh chị thì em thấy rất là có khả thi nhiều á, nên là cũng hy vọng là anh chị sớm nhận được tin vui nha. Vậy thôi, vậy anh cũng cảm ơn nha, gửi lời chào cộng đồng với chúc gia đình Mỹ lúc nào cũng vui khỏe hết Ok anh chị, rồi chào anh chị. á. Bye bye nha. Anh cho em biết tên của anh ha. Tên tôi là Nguyễn Trọng Kiểm. Anh Kiểm. Hôm nay là anh Kiểm kết nối là để kiếm ai anh Kiểm? Tìm mẹ. À tìm mẹ. Rồi anh Kiểm có cái thông tin gì về mẹ anh kể cho em nghe. Cái thông tin của tôi là nó mỏng manh lắm, rất mỏng manh. Tại năm 1970 á, là mẹ tôi có sanh tôi ở tại bệnh viện Quy Nhơn. Vào lúc chiến tranh á, rồi mẹ tôi giống như là cũng sanh ra rồi cái cũng về quê, mà sợ cũng 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 sợ là mang tiếng tam hầu thời đó mà.
cũng muốn bán tôi cho một người khác đỡ về quê đỡ lấy chồng khác vậy đó. Sợ mang con về là cha mẹ la vậy đó. Dạ. Cũng dạ. Rồi bán cho một người khác là hồi hồi đó là một chỉ rưỡi vàng. Một chỉ rưỡi vàng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi mẹ tôi có nói với người mua là mẹ tôi là đi về quê ở ngoài Quảng Ngãi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Là tôi cái người mà mua tôi á chỉ cớ tôi bao nhiêu đó thôi. Dạ. Yeah. Mà có nói hình dáng mẹ tôi là cũng không có to con gì lắm, cũng nhỏ nhỏ con thôi. Dạ. Cũng, yeah. Cũng không có to con lắm. Là, từ là mẹ tôi đi về quê ở Quảng Ngãi là từ đó là tới nay là biệt biệt luôn, người 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 mà mua tôi cũng không biết luôn. Dạ. Yeah. Thì trong câu chuyện này đó, nếu ví dụ người trong cuộc mà nghe thì có thể nhận ra, bởi vì ở cái vấn đề là nó có cái chi tiết là một chỉ rưỡi vàng đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì có thể rằng là những cái chi tiết này không ai giống ai cả. Ví dụ như là có thể là cho con không lấy đồng nào, người thì có thể là mấy trăm ngàn, người thì có thể là cho vật này vật kia. Nhưng mà còn đối với trường hợp của anh thì nó là một chỉ rưỡi vàng. Thì nếu là người trong cuộc thì có thể nhận ra. Nhưng mà nhưng mà tôi biết là mẹ tôi là lấy Mỹ, lúc đó mẹ tôi quen Mỹ, lấy Mỹ, tôi là con lai. Dạ đúng rồi. Dạ nhìn nhìn sơ thì em cũng biết. Dạ. Yeah. Theo anh nghĩ là người mẹ ruột có biết tên của ba mẹ nuôi này kia không? Có trao đổi này kia rồi không biết có tên tuổi này kia có biết không ta? Chắc có thể. Có thể không biết ha. Dạ. Yeah. Dạ không biết, tại vì sau khi mẹ tôi bán cho tôi một là một chỉ rưỡi vàng người đó, rồi người đó bệnh nuôi tôi không có nói nữa, rồi mới gói cho một gia đình khác là mẹ nuôi tôi hiện đại bây giờ nè. À. Là người mẹ đó là giữ tôi luôn, không trả lại. Dạ. Đó, dạ. Vậy là đã qua một người khác nữa anh ha, đã qua một người khác. Dạ. Nữa. Dạ. 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 Bây giờ cái tìm mẹ tôi thấy là rất là mong manh, mà tôi cũng hy vọng. Dạ. Dạ. Đúng là nó cũng khó, cái này chỉ có là hữu duyên á, thì người trong cuộc có nghe được thì có thể sẽ biết. Dạ. Dạ, chứ còn người ngoài thì không biết được, người ngoài thì bởi vì người ngoài thì không có có tên nên là không có biết. Dạ, dạ. Dạ. Rồi vậy thì em ghi nhận cái thông tin của anh, rồi mình cứ thử coi, rồi nếu mà có may mắn thì người nhà có nghe được thì sẽ cho mình hay, thì sẽ phản hồi, hoặc là biết đâu được thì có những người mà thân cận với mẹ, ví dụ như là bạn bè hoặc này kia của mẹ, rồi biết đâu mẹ cũng kể không chừng. Dạ, em cũng rất mong được gặp mẹ nhiều lắm. Dạ. Để sống mấy chục năm nay cứ lúc nào cũng muốn ước được gặp mẹ. Dạ. Dạ, tại vì sống không biết mặt mẹ gì hết, mới buồn cũng buồn lắm. Dạ. Mà em cũng nghĩ mẹ em chắc cũng đau lòng lắm á. Dạ. Dạ. Rồi em sẽ ghi nhận, rồi em sẽ cập nhật cái thông tin cho anh, rồi ai biết được thì họ báo tin anh ha. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ cũng nhờ cộng đồng, nếu như mà tìm được tôi cũng chắc hậu tạ chắc cũng 2.000. Dạ. Rồi rồi em xin ghi nhận cái thông tin của anh, rồi em cập nhật, rồi có ai biết được thì sẽ báo tin, rồi có gì em cho anh hay ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi em chào anh ha. Dạ, 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 cảm ơn vị. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ, dạ.